vì sao ông Tổng đạp đổ tất cả để vô hiệu hóa Tô Đại nhưng hết sức khó khăn. Theo thông cáo báo chí của Hội nghị Trung ương 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được giới thiệu vào chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, trong ngày 20 tháng 5, Quốc hội đã hoàn tất việc bầu Chủ tịch Quốc hội và kết quả ông Mẫn trúng cử Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tuyệt đối 475 trên 475, tức là 100%. Đồng thời, ông Mẫn đã hoàn tất thủ tục tuyên thệ theo quy định. Đáng chú ý hơn, theo thông cáo ban đầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22 tháng 5, Quốc hội mới thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025. Nhưng ngay sau đó lại có thông báo điều chỉnh thời gian. Cụ thể, cuối giờ chiều ngày 21 tháng 5, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước. Những diễn biến thay đổi lịch trình như vậy theo giới quan sát là những biểu hiện rất không bình thường. Trong khi dư luận đồn đoán rằng ông Tô Lâm chịu sức ép của tập thể Bộ Chính trị, buộc phải rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực để ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Đây là một vấn đề hoàn toàn không đơn giản và có nhiều dấu hiệu rất đáng ngờ. Trước đó ngày 20 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã cho biết tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, bà lãnh đạo cấp cao của Đảng chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm thay thế Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vì thế, tại kỳ họp này chưa phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường kể trên có nghĩa là tân Chủ tịch nước ông Tô Lâm một mông ngồi hai ghế. Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an là điều mà giới chuyên gia khẳng định là không được phép vi hiến tại Việt Nam. Nguy hiểm hơn, có những ý kiến cho rằng nếu không có gì thay đổi và giờ chót, Đại tướng Tô Lâm sẽ là nguyên thủ quốc gia đầu tiên nắm thực quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ, được quy định ở Điều 88 Hiến pháp năm 2013. Điều đó có nghĩa là Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức trở thành đối trọng trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương. Đây đều là những điều hết sức bất thường. Chưa bao giờ bàn cờ chính trị Việt Nam vốn được tổ chức theo mô hình kim tự tháp với nền tảng tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối chỉ thị của cấp trên. Do đó, nếu để sự bất cập như vừa kể trên thừa nhận thì sẽ đưa Đảng Cộng sản Việt Nam vào một giai đoạn khủng hoảng mới, trầm trọng và khốc liệt hơn, bởi lãnh đạo cấp cao của Đảng sẽ không ai chịu ai. Theo giới thạo tin, tại Hội nghị Trung ương 9, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm có nhiều dấu hiệu cho thấy ông sẽ từ chối chức Chủ tịch nước, một chiếc ghế được cho là có rớp và đầy rủi ro. Tô Lâm yêu cầu trong danh sách bầu bổ sung thành viên cho Ban Bí thư phải có tên các Thứ trưởng Bộ Công an như Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Tuy nhiên, điều này đã bị Bộ Chính trị bác bỏ. Song Tô Lâm vẫn dứt khoát không chịu và tuyên bố nếu người của Bộ Công an không được bổ sung vào Ban Bí thư thì người của những phe cánh khác cũng không thể vào. Đó là lý do vì sao tại Hội nghị Trung ương 9, nhiệm vụ bổ sung thành viên cho Ban Bí thư đã thất bại. Điều đó càng thêm gây khó khăn lớn hơn và kéo theo hàng loạt hệ lụy, tạo ra sự khủng hoảng thiếu nhân sự cho các vị trí cần bổ sung. Thậm chí, tờ trình xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương về danh sách quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bị ách lại và không được thông qua. Quốc hội cũng rất lúng túng và khó xử khi bầu ông Tô Lâm vào vị trí Chủ tịch nước. Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 9 bị đánh giá là thất bại toàn tập vì 4 nội dung quan trọng nhất của hội nghị đã không đạt được sự đồng thuận, dẫn đến tuyên bố khó hiểu của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ngay sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ 9 kết thúc, từ sáng sớm ngày 18 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triệu tập một cuộc họp trong phạm vi rất hẹp, ở mức gọi là thường vụ Bộ Chính trị, để xử lý vấn đề của Tô Lâm. Điều đó đã cho thấy Tô Lâm rất ngoan cố, chống cự quyết liệt, dù rằng bị đẩy vào tình thế mọi quyền lực đã bị nhốt vào lòng. Việc Quốc hội Việt Nam thay đổi liên tục lịch trình bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch nước đã cho thấy nhiều khả năng Tổng Trọng và phe cánh đã tìm ra lối thoát và số phận của Tô Lâm cũng nhiều khả năng được định đoạt xong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin vì sao Tổng Bí thư đạp đổ tất cả để vô hiệu hóa Tô Lâm nhưng hết sức khó khăn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Khả năng đối mặt với cáo buộc chống đảng, tương lai của Tô Chủ tịch rất xấu. Nhà nước Việt Nam đang đi theo đường lối chuyên chế, độc đoán, giống các quốc gia độc tài toàn trị như Nga, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Nhận xét về việc ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, giới quan sát quốc tế cho rằng, với việc tứ trụ có đến hai lãnh đạo cấp cao nhất đi lên từ ngành công an đã càng tô đậm thêm ấn tượng về một nhà nước công an trị. Không khí tới đây sẽ rất ngột ngạt khắp nơi trên cả nước, vì lực lượng công an này sẽ hành dần. Số lượng chính thức của lực lượng công an chưa bao giờ được nhà nước tiết lộ, nhưng theo ước tính của một số người quan tâm, lực lượng công an cả chính quy lẫn bán chính quy vào năm 2013 là khoảng 6,7 triệu người, trong đó có 1,2 triệu là công an chính quy. Một con số khổng lồ với ngân quỹ phải nuôi rất lớn. Vào ngày 1 tháng 7 tới đây, khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành, thì quân số của Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 300.000 nhân lực. Có nghĩa là quân số của Bộ Công an đã lên tới khoảng 7 triệu. Có vậy là cứ 100 người dân thì sẽ có 7 nhân viên thuộc biên chế của Bộ Công an, chiếm tới 7%, trong khi trên thế giới tỷ lệ trung bình một cảnh sát cho 426 người dân. Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2024 được Quốc hội thông qua cho thấy ngân sách chi cho Bộ Công an đứng thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng. Cụ thể, ngân sách cho Bộ Công an vào năm 2024 lên tới 113.000 tỷ đồng, cao hơn 99.000 tỷ đồng như vào năm 2023. Liên quan tới những xáo trộn rất lớn trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, giới phân tích nhận định do Tổng Trọng đã trao cho Tô Lâm quá nhiều quyền lực để chống tham nhũng, và Tô Lâm đã sử dụng quyền lực để hạ tới 5 ủy viên Bộ Chính trị chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ông Trọng với gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư đã có ảnh hưởng rất lớn trong nội bộ Đảng và có thể luôn kiểm soát được đa số thành viên của Bộ Chính trị. Đó là lý do vì sao khi các tướng lĩnh cấp cao của quân đội chính thức vào cuộc, mọi mưu toan chính trị của Bộ trưởng Tô Lâm lập tức bị bẻ gãy bất ngờ. Cũng phải xin nhắc lại, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị trước Hội nghị Trung ương lần thứ 9, đa số các ủy viên đã thông qua nghị quyết buộc Tô Lâm phải chấp nhận ghế Chủ tịch nước. Theo giới thạo tin, Tô Lâm đã đưa ra yêu cầu phải cho một trong hai lãnh đạo Bộ Công an là Nguyễn Duy Ngọc hoặc Lương Tâm Quang vào danh sách bầu bổ sung Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, nhưng không đạt được đồng thuận. Đó là lý do khiến cho hai tướng Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tâm Quang hết hy vọng vào ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an để yểm trợ cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Trung ương Đảng chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Dường như ông Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm cả hai chức Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đánh giá của các chuyên gia, điều này trái với hiến pháp của Việt Nam nhưng là một thủ thuật của trò chơi chính trị đối với Tô Lâm. Điều đó có liên quan gì đến thông tin mới nhất theo đài BBC Việt ngữ đưa tin? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Bản tin cho biết sáng ngày 20 tháng 5, Quốc hội khai mạc cuộc họp thường kỳ lần thứ 7 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, hai trong tứ trụ. Trong khi Quốc hội bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhận chức. Theo đài BBC, kỳ họp thường kỳ này của Quốc hội vì thế mà có tầm quan trọng, nhưng trong buổi đầu tiên, Tổng Trọng đã không xuất hiện. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm và ban lãnh đạo của Bộ Công an đang thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng với mục tiêu là tranh ngôi đoạt vị và tiến hết giành chức Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi lý do, ông Trọng đang tìm cách để câu giờ và ngồi lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ tư. Điều đó có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có dấu hiệu phạm trọng tội đảo chính hay tội phản đảng. Đây là một trọng tội tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhà văn Phạm Lưu Vũ trong Sa Sút Lịch sử có lặp lại đã cho rằng gần thì đời Lý có vụ phản loạn ở cung đình vì làm nửa chừng nên thất bại. Những kẻ tham gia chết không có đất chôn. Có người cũng nhờ đổi họ mà được vô sự.
gần nữa thì chưa biết, nhưng nếu ai giỏi kinh sử thì liệu mà đổi họ đi là vừa. Ông Vũ cho rằng lịch sử luôn có sự lặp lại. Những điều vừa kể trên cho thấy ông Tô Lâm, một chính khách đầy quyền lực của Đảng, phút chốc có thể trở thành tội đồ. Đây là hệ quả của một chế độ chính trị không tôn trọng pháp luật và cũng là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin khả năng đối mặt với cáo buộc chống Đảng, tương lai của Tô Chủ tịch rất xấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.